Đầu tiên thì tôi đang đi ở sân này, thì nó thấy nó đau ở cạnh sườn, thì cũng tưởng bình thường nó đau sóc ra gì không biết. Thế sau dần dần nó đau phát ở chỗ bên cạnh sườn này, thế xuống dưới chân. Thế sau không uống thuốc thì cũng không khỏi, thế uống của ông Lăng Cường, đi lấy thuốc của ông Lăng Cường mà uống không khỏi, cả nó đắp lấy đến thuốc gì ở lưng thì không biết, nó cũng không khỏi. Tôi thì là làm nghề lái xe ngày xưa, đấy bởi vì đường xá ngày xưa thì nó quá vất vả, đi lại thì nó khó khăn, thế cho nên đường xá thì nó sóc, cho nên là cái bệnh mà gai cột sống này, sau khi mà đau quá, mà thời gian đau quá thì chúng tôi cũng có đến kiểm tra ở một số các cơ sở y tế, rồi thì là các bệnh viện thì người ta có chụp chiếu, người ta cho rằng là mình bị gai cột sống. Trong thời gian tôi mắc bệnh thì mỗi lần buổi sáng thức dậy là tôi rất là khó chịu, và mỗi một lần khó chịu như thế là cái công việc của tôi, mà công việc đây là anh em cũng biết rồi, là rất nặng nhọc, và mỗi lần tôi làm việc là nó không được ổn như bây giờ. Nó đau nhức lắm, ngồi cũng đau và đi cũng không đi được. Thế ngồi lâu cũng không ngồi được. Tôi đã đi chữa rất là nhiều thầy nang, thầy thuốc. Ai bảo ở đâu có thầy thuốc tốt cũng đi. Khi tôi mắc cái bệnh này thì đau không đi được, rất ảnh hưởng sinh hoạt. Thứ nhất là thay đổi tư thế này, đi đứng này, ngồi sinh hoạt ăn uống bên tiểu tiền. Thứ hai là ảnh hưởng rất nhiều cho người thân xung quanh. Đi là phải phụ thuộc vào người khác, chứ còn không tự đi được. Sau con gái tôi bảo cái gì là con đi lấy thuốc cho mẹ thì nói là An Phước Lam thì bảo thì là mẹ uống xem thân thì sao. Thế uống xong thì là thấy lỡ dần thì là cháu nó lấy hai lần thế là uống dần là tập đi xong rồi cứ đi quanh quẩn trong nhà cho rồi nó khỏi dần. Tôi điều trị thì nói chung là cũng rất là nhiều rồi ở các cái cơ sở, các nơi, thế nhưng mà nói chung là cũng chưa thấy có vấn đề gì cả, là nó giảm sút gì cả. Thế nhưng mà có một cái đợt mà tôi rất đau này, cái đợt mà tôi đau cách đây khoảng độ hơn một năm, đấy, cái năm 2000, cuối 2015, thì cái trận đấy là tôi cũng rất là đau, tôi bò lên ở dưới sàn nhà này, đấy thì tôi mới vô tình thì tôi mới lên mạng, thì tôi mới tìm được cái nhà thuốc này, thì tôi điều trị, sau khi mà điều trị được cái phác đồ điều trị này cái thì từ đến nay là hơn một năm nay tôi không thấy có vấn đề gì cả, sức khỏe đi lại bình thường, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Trong cái thời gian tôi dùng thuốc một điều chỉnh là 10 gói như thế, mà tôi dùng lần đầu tiên là nghĩa là gói đầu tiên ấy, là ngày hôm đầu tiên tôi dùng thì cảm thấy nó cũng có di chuyển, rồi sau đó là gói thứ hai là tôi thấy là cũng đỡ rất nhiều so với bữa trước, và sau đó tôi uống hết được 5 gói tiếp theo thì là tôi thấy hoàn toàn khỏi, hầu như là 100%. Ở đây là tôi vào từ một tuần mà dùng một liều linh quả còn đám là 10 ngày trên một hộp, thì tôi đã dùng là đến là 6 ngày 7 ngày rồi. Khi tôi uống thuốc cho đến giờ thì nó thực ra nó giảm nhiều là cũng đâu có việc đến đó.